xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xử lý động cơ xe đạp điện và xe máy điện bị ngập nước đấy nó đi đập nước một khoảng cái thời gian rồi sau đó bây giờ nó bị uh, bó bánh lại nhé các bạn nhé thì các bạn sẽ tháo ra và tiến hành xử lý theo các cái bước mình hướng dẫn thì khi tháo các bạn nhớ là phải tháo bằng vam các bạn nhé các bạn dùng vam các bạn tháo ra À, sau khi tháo rời cái lõi động cơ ra ngoài thì các bác các bạn sẽ tiến hành cái việc à, à, vệ sinh động cơ đi đấy, đối với động cơ mà sử dụng lâu ngày nó 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 khô rồi đấy thì các bạn phải vệ sinh khô các bạn nhé các bạn sử dụng cái máy đánh rỉ các bạn là đánh sạch nó đi các bạn đánh sạch cái phần rỉ xét này đi Đấy, các bạn đừng có mà rửa bằng nước nhé. Bây giờ nó đã rất là khô như thế này rồi thì mình 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 không rửa qua nước nữa. Đấy, các mình sẽ tiến hành đánh dỉ thôi. đây cái cái cả cái vành cái vành nam châm của nó cũng bị dỉ sét hết đây các bạn nhé. cái vành này các bạn cũng phải tiến hành làm sạch bằng máy đánh dỉ trước. các bạn tiến hành à, sử dụng máy đánh gì các bạn đánh sạch đó đi à, rất là tiện lợi nếu như mà không có cái máy này các bạn cũng có thể sử dụng giấy ráp được nhé nhưng mà sử dụng giấy ráp thì nó mất thời gian thôi nhớ là các bạn phải thật sự đảm bảo an toàn nhé găng tay phải đeo vào kính thiết phải đầy đủ các bạn nhé làm việc phải thật cẩn thận tập trung để tránh cái việc là nó xảy ra tai nạn lao động À, sau khi đánh dỉ rồi thì các bạn à, xịt một chút RB7 để à, cho nó 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 làm bay hết cái phần Dỉ xét đi. Đấy bây giờ ta tiến hành đến à, được rồi. tạm tạm thế thôi đã. À, bây giờ mình à, đi đến đánh cái gì cái phần vành nam châm nhá bằng nam châm các bạn cũng đánh sạch đi nhé các bạn Rất là tiện lợi có cái máy này Đấy các bạn làm sạch bằng máy đánh gì nó lại bóng như là lúc ban đầu thôi Chú ý an toàn Đấy, Cái phần nào có gì thì mình làm sạch cái đi lại như mới các bạn nhé. Sau khi làm sạch uh, tất cả những cái gì xét rồi thì các bạn chú ý rằng là uh, ta phải dùng RV7 các bạn nhé riêng cái lõi động cơ đấy à vì ngoài cái gì ở ngoài thì nó còn rất là nhiều bùn đất nó nó bị két lại trong cái quá trình sử dụng đấy nó khô thì nó nó bó vào các cái cuộn dây ấy. do đó ta phải sử dụng nhiều RP7 để 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 rửa sạch nó đi đã làm động cơ thì không được tiếc RP7 các bạn chú ý là như vậy. Đấy phải chấp nhận thôi vì nếu như mình mà không làm sạch các cái bùn đất ở trong đấy thì chỉ sau một cái khoảng thời gian sử dụng là 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 cái bánh xe nó lại bị bó cứng vào ngay. Vì nó lại bị dỉ mà. Đấy sau khi làm sạch dỉ thì ta sẽ dùng RV7 để rửa sạch cái 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 các cái vị trí mà ta vừa mới đánh này. Đấy bây giờ đến lõi động cơ các bạn nhé Riêng lõi động cơ này các bạn phải chấp nhận là tốn nhiều RP7 Các bạn thấy không tôi xịt ít nhất là hết một hộp RP7 nhé Các bạn thấy là RP7 nó nó nó, nó rõ hết cả xuống sàn đấy kìa như vậy nó mới đảm bảo được cái việc là làm sạch cái động cơ Đấy. Sau khi mà mà uh, xịt RP7 rồi thì ta lại dùng cái vòi hơi nhá các bạn với Các bạn xịt hết nó ra Mục đích chính là để đẩy toàn bộ cái dỉ xét rồi uh, cái bẩn trong cái quá trình uh, uh, nó bị uh, uh, nó bị bám vào trong các cái um, cái, cái 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 cuộn dây đấy các bạn nhé các bạn xịt sạch đi sau khi xịt sạch thì ta lại tiếp tục dùng rp7 rửa lại một lần nữa đấy tốn kém đấy các bạn ạ riêng làm động cơ này các bạn phải chấp nhận cái việc tốn kém ấy thôi một hộp rp7 là gần 100.000 này nhá mà có những cái động cơ tôi phải tốn đến hai hộp rp7 đấy đương nhiên là mình mình tất cả những cái chi phí này mình sẽ tính vào tính vào giá thành thôi nhưng mà mình đấy tôi tôi phải dùng tiếp một cái lọ nữa đấy lọ rp 7 thứ hai các bạn nhé tuy nhiên là mình phải làm như này thì nó sẽ rất là tốt cho khách hàng và tất cả những động cơ mà mà xe điện lan anh đã sửa chữa thì gần như khách hàng không phải quay lại vì cái lỗi là nó lại bị kẹt cứng nữa thế còn nếu như mà ta tiết kiệm rp 7 ta không rửa sạch ấy ta không rửa sạch ta không xì khô hết được cái nước ở trong đi thì Đương nhiên là chỉ sau khoảng 2 tháng là xe lại có hiện tượng bó bánh. Đấy. Người ta lại tiếp tục xì. Mục đích của cái việc xì này là làm cho toàn bộ cái cái cặn cái bùn nó bám vào trong cái cái các cái cuộn dây nó bị bắn hết ra ngoài và cái động cơ các bạn quan sát gần như mới luôn ấy, khi xì bằng vòi hơi xong này các bạn lại phải dùng cái máy khò nhá các bạn khò cho nó khô hết đi vì có thể là cái vòi hơi nó sẽ có hơi nước các bạn ạ các bạn sẽ làm cho nó khô nhá đương nhiên là mất rất là nhiều thời gian công sức đấy nhưng mà mình phải chấp nhận thôi vì mình không thể làm ẩu được làm ẩu là sẽ mất uy tín ngay cho nên làm cái động cơ này nó mất khoảng đối với chúng tôi làm thì nó mất khoảng 2 ngày các bạn ạ. Không phải là làm lâu mất 2 ngày mà phải qua nhiều rất là nhiều công đoạn. À, công đoạn uh, làm sạch rồi sấy khô để đảm bảo rằng là khi mà cái động cơ lắp vào trong xe là nó hoàn toàn khô. Đấy, và nó sẽ không bị dỉ trong cái quá trình sử dụng các bạn ạ mình mình làm mình phải chấp nhận thôi vì mình làm uh, chữ tín mà đấy sau khi mà 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 làm sạch làm khô thì các bạn kiểm tra lại lần cuối nhé kiểm tra lại cái 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 xem cái ba cái con mắt cảm biến nó, trong cái quá trình mình xử lý nó có bị uh, hỏng không nếu như mà hỏng thì ta thay, tiến hành thay thế và cái việc thay mắt động cơ thì nó cũng rất là đơn giản thôi tôi đã có cái video hướng dẫn các bạn cụ thể rồi đấy Thế các bạn uh, đã kiểm tra ba cái mắt động cơ hy vọng là không sao cả các cái giá trị biến thiên rất là ổn định 67 67 gần 67 bảy ok được rồi như vậy là mắt động cơ may mắn nó không sao cả các bạn ạ thế thì bây giờ ta tiến hành lắp đặt rồi thôi các bạn chú ý nhé trong quá trình lắp đặt nhé một cái khâu rất là quan trọng là um, là bơm keo chống nước các bạn nhé động cơ của người ta đã bị nước vào như thế rồi bây giờ mình lắp đặt cẩu thả mình lại không bơm keo vào thì nước nó lại tiếp tục vào trong và nó hỏng các bạn cho nên là bắt buộc phải bơm keo nhé cái keo này thì chúng tôi dùng cái keo silicon A500 các bạn ạ Đục Đấy còn không biết là ai có cái keo gì hay hơn nhưng Thì Mách uh, Thế còn là uh, tôi vẫn dùng cái keo A500 này Bạn nhớ rằng là phải dùng keo nhá Đấy cái úp vào đó thì keo nó sẽ phè hết ra ngoài Nó tạo thành một cái long đen Đấy để ngăn nước nhá Nước bây giờ là thực sự là không, không thể vào trong được đâu các bạn ạ cả hai bên lắp động cơ các bạn nhớ nhé cả hai bên lắp động cơ các bạn đều phải bơm keo chống nước Nhá, như còn mình thấy nhiều chỗ sửa là rất là nhanh thôi thế nhưng mà bỏ qua rất là nhiều khâu quan trọng các bạn chỉ có làm sạch động cơ các bạn không, không không xì khô các bạn không, không 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 bơm keo trong quá trình lắp đặt rồi có khi là các bạn còn không làm sạch bùn đất ở trong cơ Cho nên là làm như vậy thì khách hàng là người chịu thiệt thòi các bạn ạ Vừa mất tiền lại không đảm bảo Bên này cũng vậy nhé các bạn nhé Bên phía bên cái lắp động cơ bên này các bạn cũng phải bơm keo các bạn nhé Tất cả đều phải chuẩn chỉ hết để đảm bảo rằng là khách hàng sử dụng uh, uh, an toàn tuyệt đối, hãy bơm keo vào. cái keo một hộp keo này nguyên chỉ có để sửa động cơ thôi mà cũng tốn phết cũng khoảng uh, tháng thì hết một hộp rồi Đấy, các bạn bơm keo và các bạn thấy rằng khi mà úp nắp động cơ vào trong là keo nó sẽ bị keo nó phè ra ngoài nó tạo thành một cái màng ngăn uh, tuyệt đối À, như vậy là chúng tôi uh, vừa mới hướng dẫn các bạn uh, cái phương pháp xử lý động cơ xe đạp điện và xe máy điện bị ngập nước lâu ngày gì bó cứng lại uh, hy vọng là cái video uh, nó đủ chi tiết để các bạn có thể thực hiện theo uh, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo xin chào